Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 12, các đoàn thể xã Pù Đao đã tổ chức hội nghị ra mắt các tổ hợp tác các đoàn thể. Đồng chí Mùa A Trừ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã đến dự và tặng hoa chúc mừng các tổ hợp tác. Tại hội nghị, các đoàn thể hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh xã Pù Đao đã ra mắt 4 tổ hợp tác, gồm tổ hợp tác trồng đẳng sâm tại bản Đậm Đông, tổ hợp tác trồng rau sạch tại chi hội bản Hồng Ngài, tổ hợp tác nuôi ong xã Pù Đao, tổ hợp tác nuôi dê xã Pù Đao. Các tổ hợp tác các đoàn thể được thành lập bao gồm các thành viên là hội viên, các tổ chức hội trên địa bàn xã. Đặc biệt, việc thành lập các tổ hợp tác nhằm giúp các hội viên cũng như người dân trên địa bàn nâng cao được nhận thức về tầm quan trọng của việc liên kết sản xuất, đồng thời được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, chăm sóc, từng bước tạo ổn định cho đầu ra sản phẩm, góp phần rất lớn tạo việc làm, phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giúp nông dân phát triển kinh tế có thu nhập ổn định cũng như góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.